Chào các bạn đến với Bạc Liêu quê hương tôi. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về hình ảnh của chiếc cầu treo Vĩnh Mỹ B ở huyện Hòa Bình nha các bạn. Ở video trước thì mình đã chia sẻ với các bạn về cái chiếc cầu treo Trà Kha B ở phường 8 thành phố Bạc Liêu rồi. Thì cầu treo Vĩnh Mỹ B, đây là một trong 5 cây cầu treo tại thành phố Bạc Liêu. Qua quá trình sử dụng thì tình trạng chung của các cây cầu treo ở Bạc Liêu thì đều xuống cấp nha các bạn. Mình có dịp đi qua hai cây cầu treo rồi. Một là cây cầu treo ở Trà Kha B và hai là cây cầu treo Vĩnh Mỹ B. Theo mình đánh giá thì cầu treo Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình thì nguy hiểm hơn cái cầu treo ở Trà Kha B nha các bạn. Cầu treo Vĩnh Mỹ B xây dựng theo hình chữ Y, toàn bộ bề mặt phía trên được phủ những tấm sắt. Bề mặt thì được hàn những cái thanh sắt khít nhau để tạo cái độ ma sát nha các bạn. Tuy nhiên thì trên bề mặt không có phủ một lớp đá mịn giống như cầu treo Trà Kha B nha, nên khi trời mưa thì cầu rất là trơn. Bữa mình chạy xe qua ở giữa cầu thì hai xe mà ngược chiều nhau thì một chiếc phải dừng lại và một chiếc chạy. Xe mình thì hơi nặng nên nó bị nghiệp các bạn, cầu nó bị nghiệp cộng với một chút gió nữa nên cầu rất là rung lắc. Mình là con trai mà chạy cầu còn chạy qua cầu còn rất là hồi hộp, huống chi là các chị em phụ nữ nha các bạn. Trời khô ráo thì không nói gì, nếu mà trời mưa cầu ướt nè, bánh xe lại trơn trượt nữa thì rất là nguy hiểm nha các bạn. Mình rất mong là các cấp chính quyền hỗ trợ khắc phục sớm để bà con đi qua lại cầu được yên tâm và an toàn hơn nha các bạn.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu video hữu ích, hãy like và subscribe kênh để theo dõi các video tiếp theo về Bạc Liêu. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.